Em lớp xin lớp ngã lại, mình đang ngã tao mày thấy là một video TikTok mini vô phần 2. Nha. Không, TikTok mini vô phần 2 á. Đây hay vậy. Đi cả tớ cả mini. Tập trước mẹ ghi TikTok mini vô này. Để like cho mình nha. Đâu rồi. Mình sẽ xem kênh nào đây. Đây, tất cả mình là vật tần về nước. Các bạn cùng xem nhé. Chuyện cho các bạn nghe. Ok nha. Tôi sẽ đủ cho các bạn. Mà xem ơi. Nhưng mà mình cho to thì nó sẽ mất đấy. Chuyện cho bé ơi. Ừ, nghe thấy ấy. Quá. Thôi bọn mình sẽ chuyển sang phần 2 nha. Thần ơi, duyên số sinh ra chung. What? Mày từ thơ ấu để lúc ta không lớn dần. Hoàn hôn xuống ta sẽ lên nhớ mọi. Con không phải là con người. Hả? Con nói con là động vật. Trời đất ơi, con tôi đẻ ra kêu con tôi động vật. Dạ. Con nói con gì nói cho nghe. Con nói con là con cá. Quá đáng mà, con cá gì? Dạ con cá biệt nhất con... nước. What the? Ơ chị Thỏ này. Đó, nè chị gì nhá, để tóc huy sơ chạy à tay Thỏ đi nhở. Ơ, chị gì sao ạ? Chưa thấy cái tàu tên lửa này đây.
một lần nữa, cô bé lại cầm cây lên chọt chọt con chó sói. Anh sói, sao anh cứ chó mèo hoài vậy? Con sói giận dữ và thét lên rằng: đỡ vỡ mắt bé con trai đấy. Tôi không biết có thể thay đổi vận mệnh của mình không. Tôi chỉ biết có dũng khí chủ宰 vận mệnh của người là anh hùng. Mặc quần dài thì hay hồi nè, còn quần đùi thì hay hồi. Người ta đẹp ơi, người ta đẹp ơi. Nếu các bạn thấy mình cho mình một like, một share, một đăng ký, nhớ vào cái chuông để nhận những video của mình nha. Và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào. Yeah.